Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và tiếp tục với phần tin tức là công ty Dominion đã nộp đơn kiện bà luật sư Sydney Powell, thưa quý vị. Thì ngoài cái việc là công ty này hiện nay họ đã bị thất thoát mấy triệu đồng để mà thuê bảo vệ về an ninh cho nhân viên của mình, thì công ty này họ còn nói là bắt đầu họ những cái khách hàng của họ đó cũng gọi điện thoại tới, mặc dù là chưa có ai muốn cancel cái hợp đồng mà công ty này họ cung cấp cái dịch vụ bỏ phiếu. Thì chúng ta cũng biết là Dominion được sử dụng ở tại 28 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ, từ local cho đến federal. Bên cạnh đó, nhưng mà những người khách hàng này đó là những quan chức hay là của cơ quan bỏ phiếu, họ ký hợp đồng để mà công ty này cung cấp cái dịch vụ bỏ phiếu. Nhưng mà bây giờ đó, tất cả bắt đầu những cái người quan chức này họ nói rằng rất nhiều người dân, mà kể cả trong nội bộ nữa, các nhà lập pháp họ tỏ ý họ nghi ngờ, không phải nghi ngờ về cái tính minh bạch bởi vì cái cuộc bầu cử này đã được chứng thực là không có gian lận, nhưng mà họ nói là trong vòng có thể là những cái cuộc bầu cử sắp tới, nếu như mà vẫn tiếp tục sử dụng cái công ty này thì họ sợ là tiếp tục gây ra bạo loạn vân vân, rồi những cái nghi ngờ về cái tính minh bạch nó vẫn còn đó, cho nên là công ty này họ lo sợ là trong vòng những năm sắp tới họ sẽ bị thất thoát, mất hết tất cả contract mà đều là do phía bên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, bà Powell và ông Rudy Giuliani đưa ra những cái lời cáo buộc đó. Và quý vị cũng còn nhớ là Dominion họ cho biết là có hai cái đài TV lớn là Fox với lại One America Network, đó cũng là trong là hai cái đài lúc trước đưa ra liên tục đăng tin về cái thuyết âm mưu và ủng hộ cho những cái lời cáo buộc của bà Sydney Powell. Mà sau đó phía Dominion họ đưa những cái đơn của luật sư đó họ kiện, thì hai cái đài này đã chính thức đưa ra lời xin lỗi và họ rút lại hết tất cả những cái bài tường trình về những cái lời cáo buộc đó, chứng tỏ cho thấy là thực sự ra không có bằng chứng, thưa quý vị. Mà lúc đó đó Fox với lại One America Network chỉ vì ủng hộ phía quan điểm của Tổng thống Trump mà đăng những cái bài đó. Và sẵn tiện nói về Rudy Giuliani thì ngày hôm qua Hiệp hội Luật sư Đoàn ở New York, thưa quý vị, họ đang chuẩn bị một cái quá trình là có thể bỏ phiếu để mà loại trừ ông Rudy Giuliani khỏi hiệp hội ở tại New York, bởi vì cái vai trò của ông trong cái việc mà liên tục đưa ra những cái lời kích động và xúi dục khiến cho hàng loạt người đã gây ra cuộc bạo loạn ở tại Capitol Hill. Trong khi đó, ông Rudy Giuliani cũng không loại bỏ trong đơn kiện của Dominion. Thế nhưng ông đang đương đầu với rất nhiều cái rắc rối phiền toái sau khi ngày hôm qua Hiệp hội Luật sư, mà chúng ta hay nghe nói bar đó, luật sư này, mà chúng ta bị disbar, một luật sư mà gian lận hay bất cứ những cái vấn đề liên quan đến tội phạm nào sẽ bị disbar. Phần lớn là từ một tiểu bang, và sau đó người mà bị disbar rồi không có khả năng mà chạy sang các tiểu bang khác để tiếp tục làm việc nữa. Hiệp hội luật sư ở New York ngày hôm qua tuyên bố họ lần đầu tiên trong lịch sử, từ trước tới giờ họ chưa muốn thực hiện hành động này với ai cả, một người luật sư đang còn hành nghề, đó là Rudy Giuliani. Thế nhưng ngày hôm qua họ đã bỏ phiếu để đồng ý đưa vấn đề của Rudy Giuliani ra bàn thảo nhằm mục tiêu chuốt ông ra khỏi tổ hợp Hiệp hội Luật sư của New York. Vì họ tố cáo ông là người trong thời gian qua, mặc dù là luật sư
Nhưng mà cá nhân ông đã đưa ra những cái tin tức đồn thổi liên quan đến cuộc bầu cử và thậm chí nhúng tay chịu trách nhiệm một phần trong cái vụ tấn công vào tòa nhà quốc hội. Họ đã bỏ phiếu đồng thuận. Giờ đây thì do ông Rudy Giuliani sẽ xuất hiện trước một hội đồng của luật sư ở New York để trình bày, để phản đối tại sao ông nói rằng tôi không hề có cái trách nhiệm nào trong cái vụ tấn công vào tòa nhà quốc hội, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến bầu cử ở nước Mỹ cả. Ông phải chứng minh được cho cái hiệp hội luật sư biết để rồi họ mới có cái quyết định là không chính thức truất ông ra khỏi hiệp hội luật sư này. Mà nếu mà chuyện này xảy ra sau khi Tổng thống Trump rời khỏi thì sự nghiệp luật pháp của ông Rudy Giuliani sắp gặp nhiều khó khăn. Không những riêng với ông Rudy mà còn các luật sư khác nữa, thưa quý vị, đó là trường hợp thứ nhất. Từ sáng tới giờ chúng tôi đề cập đến anh Đầu Châu đó. Anh Đầu Châu này hiện nay vẫn tiếp tục không được đóng tiền tại ngoại, đang bị giam trong nhà tù vì FBI đang tiếp tục điều tra. Người mẹ chúng tôi đã thưa vào sáng nay, người mẹ nài nỉ với quan tòa xuất hiện mà nói rằng con của tôi nó tuyệt thực, bởi vì nó nói nếu mà nó ăn những cái đồ của nhà tù đó nó sẽ bị bệnh và nó có khả năng chết ở trong tù. Sợ bị bỏ độc hay sao? Không phải, anh không ăn được đồ mà non organic. Những cái thứ mà thực phẩm từ trứng cho đến rau quả mà không phải organic đó anh ăn không được. Mà thưa quý vị, anh đang sống bám vào trong mẹ, với mẹ, bú tí mẹ mỗi ngày, và đã vậy còn đi phá hoại, đi biểu tình nữa, khiến cho bà cụ tội nghiệp phải xuất hiện ở ngoài tòa này để năn nỉ tòa. Mà quý vị biết sao, đây là cái bản tin mới thấy được cái hệ thống tòa của Mỹ đó. Ông tòa đồng ý. Ông tòa hồi sáng nay tuyên bố nhà tù của Washington DC phải cung cấp cho tên Đầu Châu này những thức ăn organic. Nếu mà trứng và thậm chí bánh mì đó, sandwich đó cũng phải organic luôn. Tất cả những cái thứ mà cho anh chàng, riêng anh chàng này ăn đó, là phải organic. Vì nếu không anh có thể chết trong tù. Thì không biết được nhà tù sẽ như thế nào, làm thế nào để mà nấu riêng cho anh chàng này những cái món ăn organic này. Thì đó là cái chuyện ở Mỹ này mà thôi, thưa quý vị. Tòa không muốn vi phạm vào hiến pháp nước Mỹ về cái tội là gây ảnh hưởng ngược đãi tù nhân trong nhà tù. Đúng là người thượng đẳng ha. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì quay trở về với những bản tin địa phương thì vào ngày hôm qua, người đứng đầu học khu Los Angeles đó là ông Austin Buettner cho biết là học khu này đã quyết định là một khi mà vaccine COVID có nghĩa là được bắt đầu mà đưa chích cho các em nhỏ đó thì là tất cả học sinh của học khu Los Angeles bắt buộc phải chích để có thể quay trở lại trường. Và với cái việc mà bắt buộc này đó thì học khu này tính là, quý vị cũng còn nhớ các em mà từ khi mà vô lớp 1 đó là phải có cái tờ giấy chích ngừa những cái loại như là uốn ván, chicken pox vân vân, thì học khu này họ cũng sẽ yêu cầu là ngừa COVID bây giờ mandatory, nghĩa là bắt buộc giống như những cái loại đó vậy. Và bên cạnh đó thì ông cho biết là bắt đầu những tuần sắp tới đó, học khu Los Angeles sẽ không có đóng cửa mà chuẩn bị mở cửa trở lại, mặc dù là các em chưa được chích vaccine. Bởi vì chúng ta cũng nghe là những người dân ở đó khỏe mạnh từ 18 cho đến 50, với lại những em học sinh đó là nằm ở cái nhóm cuối cùng để mà được chích vaccine, bởi vì đây là những người khỏe mạnh và không có high risk bị nhiễm COVID. Tuy nhiên, sau khi mà ông đưa ra cái tuyên bố này thì cũng có bắt đầu một vài phụ huynh họ gọi điện đến và họ cho biết là họ sẽ nộp đơn kiện, bởi vì họ vẫn không tin tưởng vào cái loại vaccine này và họ kiên quyết là sẽ không cho con mình chích. Cho nên là sáng hôm nay ông cũng nói rằng nếu như mà phụ huynh nào mà phản đối đó thì cần phải nói chuyện với nhà trường để mà sắp xếp cho những em này học online, mặc dù là ông cho biết là học khu không có khuyến khích cái việc này. Trong khi đó, thưa quý vị, các cuộc thăm dò vào Tổng thống Trump ngày hôm nay cho thấy mức ủng hộ càng ngày càng tụt giảm đối với Tổng thống Trump, chỉ còn 8 ngày nữa là rời khỏi tòa Bạch Ốc. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau bản quảng cáo.